Thưa quý vị và các bạn, bốn ngày sau khi bé trai tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường Gateway, mới đây thì người phụ trách đưa đón trẻ hôm ngày 6 tháng 8 là bà Nguyễn Bích Quy đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí và theo đó thì bà Quy cho biết bà chưa tham gia một khóa huấn luyện nào về các kỹ năng đưa đón trẻ cũng như chưa ký hợp đồng với trường Gateway, việc đưa đón trẻ hoàn toàn là công việc thời vụ. Theo bà Quy thì sáng ngày 6 tháng 8 bà đi đón các cháu và nhớ rõ bé trai tử vong mặc áo màu đỏ, quần sẫm màu, chân đi dép lê. Hôm đó có hai cháu bé mới đi học nên nhát và quấy khóc. Khi đến trường, bà Quy mở cửa xe cả ở trên cabin lẫn cửa dưới cho học sinh xuống. Ba bé hai bé quấy khóc lên lớp, sau đó xuống ký bàn giao đủ 13 cháu tính cả cháu bé trai tử vong rồi đi về. Đến 16 giờ kém 15, bà Quy quay lại trường để đón các cháu. Khi bà vào đón thì chỉ thấy chín cháu và thiếu bé trai tử vong. Ba cháu khác đã được bố mẹ đón. Ngay sau đó, bà Quy đã báo cho một cô giáo. Cô giáo này tiếp tục báo tới ban giám hiệu của nhà trường.